Vô cái dự án này, anh nói cho em biết, dự án này sẽ đưa em lên như diều gặp gió luôn. Hay là giờ tháng này em chốt hết hợp đồng chụp hình đi, rồi qua tháng sau mình thay đổi hình tượng 180 độ luôn. Anh sẽ PR hình tượng mới của em lên tất cả các báo lớn nhỏ. Em, shop Gago gọi nè, em ra ngoài nghe đi. Nhớ ghi âm giùm chị nha. Tháng sau em cắt tóc tomboy giống vậy nè, mặc đồ unisex đồ vô, đóng mấy phim nghệ thuật, đảm bảo anh trải thảm em vô showbiz liền. Nhưng mà em còn đi học, làm gì có nổi quá không anh? Em phải chuẩn bị từ bây giờ, em học xong ra một cái em cũng làm diễn viên mà. Anh nói em nghe, cái mặt em mà cắt tóc tomboy á là cực kỳ ấn tượng, khán giả sẽ rất là dễ nhớ đến em. Chứ như bây giờ tóc dài y chang như mấy em hot girl khác có cái gì mà nổi bật đâu. Tin anh đi, anh có mắt nhìn người lắm. Chuyện này anh cho em thời gian được không? Em còn phải về. Em còn muốn về hỏi gia đình đúng không? Anh nói em nghe, gia đình em ai mà cản trở em cắt tóc ngắn đó là đang cản trở đường sự nghiệp của em đó. Em biết, công ty cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều từ hồi mới bắt đầu. Công ty còn đợi em 18 tuổi rồi ký hợp đồng nữa. Thôi, mệt quá, mệt em quá. Anh nói cho em nghe, cơ hội nó chỉ đến có một lần thôi. Mà anh thì mau đổi ý lắm. Anh Thắng ơi. Hả? Tụi em tập xong bài này rồi nè. Giờ tập bài gì nữa anh? Đợi anh xíu. Nay anh đánh cái gì vậy anh Vũ? Trời ơi. Ủa anh Thắng, anh Vũ bị sao vậy anh? Đa tình từ cổ không dư hận. Là sao vậy? Không có biết cái gì hết trơn á. Ủa anh, vậy là cô Thảo quen với thầy Quân rồi hả anh? Ủa em nhớ anh cũng thất tình với thầy Quân mà, sao nhìn anh tỉnh quá vậy? Con người ta không buồn bởi những điều đã xảy ra, mà bởi những điều mà ta suy nghĩ về nó. Thì tóm lại á, là chuyện của thầy với cô á cũng đã xảy ra rồi. Mình có buồn hay vui cũng đâu thay đổi được đâu. Quan trọng là do mình thôi. Ông nói hay quá Thắng. Hay ho cái gì đâu bà ơi. Cái đó hả là mấy nhà hiền triết người ta nói. Tôi chỉ thấy hả là tôi tỉnh táo hơn ông Vũ. Tôi biết á, cái nào là của mình thì sẽ là của mình. Còn cái nào không phải là của mình, mình cố quá là sẽ thành quá cố đó. Ủa tập bài gì đây? Tới bài của nhóm MBB á anh. Nhưng mà anh Đông anh nhắn tin tới trễ xíu, nên là mình giải lao tí nha. Ê, như tôi thấy á, ảnh á là hơi cố quá rồi đó. Ý ông là sao? Thì ý tôi nói á, là nếu như mà bà với ông Đông á tình cũ không rủ cũng tới, còn bà với anh Hoàng á thì chỉ chót vô tình thương ảnh với là anh trai thôi, thì bà rõ ràng với ảnh đi cho anh khỏi mơ mộng nữa. Thôi ông khùng quá à. Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người anh tới trễ tại vì anh phải sửa đàn ở bên quán á. Dạ. Thôi mình bắt đầu luôn nha. Dạ.
Ủa anh Khánh, Ngọc nó nghỉ câu lạc bộ rồi anh không biết hả? Thế à? À nhìn mặt anh vậy chắc lại là một nạn nhân nữa của tình trường rồi. Thảm nào mấy ngày hôm nay em thấy con Ngọc trên lớp nó cũng buồn buồn. Thôi không mấy anh qua nhà nó đi rồi hai người làm lành cho cuộc đời nó tươi sáng. Mà Vi có bên trong này không? Vi à, Vi hôm nay bệnh không có lên tập. Anh kiếm Vi hả? À không, tiện thì anh hỏi thế thôi. Thôi anh đi nhá, cảm ơn em. Dòng người vẫn vừa trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại, ôm mãi những ký ức vụng dài, chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng. À, hay quá. À, tối nay anh đàn ở quán người Sài Gòn á, ở đó có tổ chức hát với nhau, hay là câu lạc bộ của mình ghé thử đi, coi như là tập luyện hát ở trên sân khấu thử coi sao. Được đó, đi đi mọi người. Mai em kiểm tra 15 phút rồi. Hỏi kiểm tra đi. Mà tối nhớ qua chở em đi nha. Trời ơi, thiệt tình. Mọi người cùng đi chung với nhau đi. Tại vì cũng lâu lắm rồi tụi mình chưa có clip nào trên sân khấu chung với nhau hết đó. Dạ. Yeah. Mà mấy giờ vậy đại ca? 7 giờ. Anh có rủ gì nữa đó. Anh Hoàng, anh có đi không? Anh Vũ, em nghe Thắng kể rồi, anh đừng buồn nữa nha. Mà thôi, khuyên một người đang thất tình đừng buồn nữa, là tào lao. Anh cứ buồn tiếp đi nha. Em đúng là dễ thương luôn á. Anh mà không có người trong mộng là anh tán em ngay từ lâu rồi. Thôi đừng chọc em nữa, em đang buồn thối ruột đây. Chuyện của anh cũng bế tắc rồi. Đâu, em kể chuyện của em cho anh nghe thử đi. Thì từ trước tới giờ em luôn nghĩ em là người thẳng thắn, mà không biết sao bây giờ mọi thứ rối tung rối mù lên. Em còn thấy em kỳ cục nữa mà. Rõ ràng á là em thích anh Hoàng. Rồi đại ca trở về, ban đầu thì em chỉ thấy tội nghiệp đại ca thôi. Nhưng rồi... Rồi tự nhiên anh Đông lại đối xử với em quá dịu dàng, quan tâm em, mà lại còn đẹp trai hơn hồi trước, làm trái tim bị xao xuyến nữa chứ gì. Nhi nói là em không thích anh Hoàng, tại vì với anh Hoàng em không có chủ động gì hết. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh Hoàng buồn, em thấy đau lòng lắm. Nếu anh mà là em á, anh sẽ chọn người đến trước. Người đến trước? Đúng rồi, người đến trước là người mà em hiểu họ nhất, rành về họ, biết được tình cảm của họ dành cho em như thế nào. Nói tóm gọn á, người đến trước nhất định phải là người chiến thắng. Nhưng mà ai mới là người đến trước? Ngày xưa thì em thích đại ca trước, còn bây giờ thì em thích anh Hoàng, rồi đại ca mới trở về chứ bộ. Ơi, em ngốc quá à. Phải tính ngay từ lần đầu tiên chứ. Tất nhiên là anh Đông rồi. Cũng giống như anh biết cô giáo Thảo trước tất cả mọi người, trước cả ông thầy Quân nữa. Thì tại vì em bị lưu ban năm lớp 10 mà đúng không? Nói tóm gọn á là nhìn em bên Hoàng xứng đôi. Nhưng mà... Nhưng sao? Thì ông Hoàng không có em thì ông cũng có thêm 80 cô em gái khác. Còn nếu mà anh Đông không có em á thì em biết rồi đó, chỉ có một mình em bẻ thẳng lại được ổng thôi. Bây giờ ổng không có nhớ chuyện cũ, ổng chỉ thích em thôi. Em cứ việc quen đi, biết đâu được ổng không bao giờ nhớ lại, thế là em với ổng có hạnh phúc hoài hoài. Mà lỡ đại ca nhớ ra thì sao? Ổng nhớ ra chuyện cũ chứ đâu có quên chuyện mới đâu, thì ổng vẫn thích em thôi. Mà lỡ như em với ổng có
ABCDX gì đó. Cái tự nhiên ông thẳng lại. Thế là chúc mừng cho ổng, chúc mừng cho em, chúc mừng cho gia đình ổng và dòng họ hai bên. Anh nói vậy làm em thấy trách nhiệm nặng nề quá à. Không phải là do anh nói, mà là do em nghĩ thôi. Nếu em mà thích anh Hoàng á, cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em vẫn chọn ổng thôi. Cơ bản á là em không có chọn được. Ước gì cô giáo Thảo cũng lưỡng lự như em. Lâu lâu thấy anh Vũ sâu sắc như vậy, nhìn không quen thế nào hết. Mà thôi, tối nay á, anh có đi cùng câu lạc bộ đến quán cà phê không? Có. Anh đã đăng ký hát bài Trái tim bên lề rồi. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật muộn, mây xám theo nhau về sầu thương răng kín lắp lối dây vàng tương lai mịt mù. Anh Đông, bài này hay nè, tí nữa anh đàn thử cho em hát nha. Cũng được, nhưng mà anh mới viết xong mà, em coi coi đọc có rõ không. Để em đọc thử. Khúc này là đừng say nhớ em, biển xanh im bóng em. Lô. Ô, rảnh qua chơi hả? Ờ, Win đang ở trong á, vô đi. Alo. Nhắn cho anh địa chỉ nhớ. Ok, anh qua ngay. Đẹp trai có khác ha. Ok. À, thì giờ nhắn cho Win giùm tôi là tôi có việc không tới được nhá. Ok. Lời nói phòng thấy rất êm đềm, ngọt đắng làn môi em nhớ thêm. Dù chỉ là mơ, là những phút say khờ, đợi anh đến ngẩn ngơ. Even though I'm not in your heart, và anh thật quá xa xôi. Bao ngày nắng, bao chiều gió, chỉ là hư không. Even though I'm not in your heart, cớ sao lòng cứ hy vọng. Dù nắng có phai, dù mưa có tan, mình em sống trong giấc mơ có anh. Cảm ơn mọi người. Bài hát này Thắng xin dành tặng cho tất cả quý vị khán giả có chung tâm trạng giống như Thắng. Đây là một sáng tác của anh Bảo Đông, là người nãy giờ đã đệm đàn cho Thắng và cũng là pianist ở đây. Cảm ơn mọi người. Ủa, chị hả, chị hả? Anh Hoàng hôm nay không tới hả? À, anh Hoàng bận cái gì á, chị cũng không biết nữa. Ủa, đại ca, đoạn sau của bài hát này á, đại ca sáng tác hồi nào vậy? Hôm trước, ở trong phòng nhạc á, anh đàn thử, xong cái Thắng viết lời á, nghe cũng được ha. Cảm ơn giọng hát của bạn Đạt Thắng. Bây giờ thì quán sẽ nghỉ giải lao trong vòng 15 phút. Thì một lát nữa mọi người có thể là gửi yêu cầu bài hát của mình cho bạn các bạn nhân viên. Xin cảm ơn ạ. Ê, mọi người ơi, ở trên nói giải lao 15 phút rồi, mình chơi trò chơi gì không? Cũng được. Ok, hay á. Ê, qua đi đi cho rộng. Ok. Đi đi. Ủa anh, giờ mình chơi trò gì vậy anh? Mình chơi đếm số đi, cho nó đơn giản. Đếm số? Đếm từ 1 đến 9 theo thứ tự này nha. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 Đó, vậy thôi. Bây giờ mình tăng cấp độ khó lên một chút xíu. Mình sẽ thay đổi các số bằng các từ như sau. Số 3 mình sẽ thay bằng từ môi. Số 4 mình sẽ thay bằng từ mông. Số 7 thì thay bằng từ má. Còn số 9 thì bằng từ nách. Được chưa? Khó quá vậy. Thì mới gọi là chơi. Mọi người nhớ chưa? Rồi. Mình thử. Bây giờ mình thử trước nha. 1 2 Môi. Đúng rồi. Mông. 4 Sai rồi. Đúng rồi, sai rồi. Nếu như mà sai số như vậy á thì mình sẽ bị cả một vòng tròn đánh. Còn nếu như mà trường hợp đặc biệt hơn nữa, mình sai ở chữ thì mình sẽ phải chọn một người bất kỳ trong vòng tròn, sau đó hôn người đó tại cái vị trí mà mình sai. Ví dụ như sai chữ môi thì mình sẽ hôn ở môi. Đúng rồi, sai ở nách thì mình hôn á. Đây, sao tao thấy cái trò này nó biến thái chứ gì vậy mày? Vậy mới vui chứ. Vậy nha. Rồi, bắt đầu chơi nha. Bắt đầu từ Đức Anh đi. 1 2 Môi. Mông. 5 4 Rồi, bắt đầu lại nha. 1 2 Môi. Mông. 5 6 Má. 9 Sai rồi. Ăn mập đây nè, còn chưa nó đánh tâm lý. Người hôm trước không sao, người cười. Tiếp đi. Ok ok, đợi xíu. 1 2 1 Cái đó phải là cái gì Vũ? Mô. Vậy mình phải không ở đâu Vũ? Mô. Rồi, bây giờ anh Đông chọn một người bất kỳ trong vòng tròn và hôn ở môi. Che chi vậy? Che chi, ai chọn mày đâu. Anh ơi. Em lấy điện thoại ra chụp giùm anh cái này. Không dám nhìn được, không dám nhìn được. Rồi, bắt đầu lại từ đầu từ anh đâu. Hả? Em... Con Hà nó không có đến đâu. Anh đừng có chờ nó nữa. Hà nói với em vậy à? Nó không có nói với em. Nhưng mà hôm nay anh hai em có buổi đàn, tất nhiên nó phải đến xem anh hai em đàn rồi. Anh Hoàng, em thích anh. Anh cho tụi mình một cơ hội nha. Em giỡn với anh à? Không, em nói nghiêm túc đó. Con Hạ nó không có biết trân trọng anh, nhưng còn em biết. Anh Hoàng, hay là bây giờ anh hỏi thẳng con Hạ đi. Nếu như nó chọn anh thì em sẽ bỏ cuộc, còn nếu nó chọn anh hai thì anh cho tụi mình một cơ hội nha. Nhớ. Đi, bây giờ mình tới quán Người Sài Gòn đi anh. Ủa hả? Em kiếm gì vậy? Em đang kiếm sợi dây chuyền. Lúc nãy em nhớ em có lấy ra mà. Sợi này đúng không? Đúng rồi. Anh thấy nó ở trong chỗ đưa tay á. Cảm ơn đại ca. Hà nè, anh hỏi em câu này được không? Hồi xưa hai đứa mình đã từng hôn nhau chưa? Tại vì hồi nãy anh có một cảm giác là... Đại ca có cảm giác gì? Chị em có cảm giác gì không? Còn anh... Anh có cảm giác là nó cứ sao sao. À,
thôi, cho anh xin lỗi. Anh hứa là lần sau anh sẽ không hỏi lại chuyện cũ nữa. Em đừng có buồn anh nha. Mình đã từng hôn nhau rồi, và em chưa bao giờ quên được nụ hôn đó. Anh ngồi ngay đây nghe từ tiếng gió xiết qua kia tay. Em có sao không? Đã ăn gì chưa đấy? Mày là anh có mua cháo đi nhá. Ăn đi rồi còn uống thuốc nhá. Ngọc không qua thăm em à? Chị Ngọc đi gặp khách hàng rồi. Nói là hôm nay cô giúp việc bận nên em mới nhờ anh Khánh đó. Thưa nào, ngoan, ăn cháo xong, uống thuốc, cho mau khỏe nhá. Chỉ cần anh Khánh ở đây thôi, rồi đi đâu hết là được rồi. Tao không biết là đó giờ mày thích anh Hoàng. Em đã làm gì với mái tóc của mình? Mày tính đưa tao đi đâu vậy? Lên xe biết. Nghe cô hát quen vang giữa đất trời, hay giữa chốn không người. Mình anh đứng trông về phía cũ, mong rằng ai đó cũng chờ ai. Em đang ở nơi đây, nhớ một ai khác, nhớ một người em cũ quên. Nhưng không phải về phía nơi anh chờ một giấc mơ. Chưa tan từ anh sâu trong khúc nhạc em hát, từ em vẫn nơi đó như lời hứa ngày nào. Thì ông Hoàng không có em thì ông cũng có thêm 80 cô em gái khác. Còn nếu mà anh Đông không có em á thì em biết rồi đó, chỉ có một mình em bẻ thẳng lại được ổng thôi. Bây giờ